Có câu hỏi xin lão cư sĩ giảng giải cho con hiểu. Mấy năm nay vào ngày giỗ trong gia đình, con muốn làm cơm chay để thắp hương cúng. Nhưng bên nội ngoại anh em họ hàng không đồng ý, chỉ muốn làm sát sinh để cúng cỗ mặt. Nên con áy náy vô cùng, bữa nay đến ngày giỗ ông bà cha mẹ bên nội ngoại thì con cùng chồng con phát tâm đi phóng sanh, nấu cỗ chay, dùng hoa quả để cúng tại nhà. Con làm thế thì có gì trở ngại không ạ? Con thành kính tri ân công đức thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhìn thấy gia đình nội ngoại tạo nghiệp trùng trùng, chính mình cảm thấy đau lòng, âm thầm đi phóng sanh tốt vô cùng. Chư vị ơi, rõ ràng mới thấy tại cõi ta bà này chúng sanh mê mờ tạo nghiệp quá nặng, lợi dụng ngày giỗ của ông bà cha mẹ mình mà làm tiệc tùng linh đình để đái đàn trả nợ nghĩa nhân, mà thực ra là đem miếng thịt miếng cá để trả nợ nghĩa ơn. Tại sao chúng ta không đem lòng thành niệm Phật mà trả ơn cho cha mẹ mình, để cha mẹ mình có cơ hội siêu thoát, và nguyện mong cho thế gian này bớt đi cái lòng tham để giải bớt ách đàng đi. Tại sao lại đem cái lòng tham để mà giải nản lòng tham được? Chư vị ơi, ông bà tổ tiên cụ kỵ của chúng ta vì mê mờ tham miếng thịt mà chịu đại nạn như tam đồ ác đạo. Nay lại chúng ta dùng miếng thịt này mà nhử những người còn làm người còn đang sống đây, để chờ ngày xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh để thọ nạn tiếp. Khi thọ nạn rồi thì khóc ngày khóc đêm, chờ cho hết nạn rồi mới ngồi ngồi lên một chút, con cái lại đem thịt đem máu nhồi vào trong miệng mình đè mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh trở lại, thành ra đời đời kiếp kiếp chịu nặng mà không may. Cho nên chư vị ơi, ngộ ra thì cá nhân mỗi người phải ngộ, chứ không phải chúng ta ngộ thấy gia đình mê mờ mà chúng ta tiếp tục mê mờ rồi cùng nối đuôi đi xuống tam đồ ác đạo chịu nặng. Chính vì thế mà vị này thấy vậy âm thầm ra phóng sanh để mà giải nạn. Chư vị làm điều này rất tốt, nên nhớ cho nhé, đời này tìm một người ngộ khó vô cùng, tìm vài người mê dễ dàng lắm chư vị ơi. Cho nên đã ngộ ra thì tự mình phải ngộ, tự mình phải vững, nhất định quyết lòng, tôi quyết định đời này không có sát sanh hại mạng nữa, nhất định tôi không thể vì những người mê mờ đó mà tiếp tục sát sanh hại mạng, để theo các ngài xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà chịu nạn. Chúng ta phải nhất định ngộ ra để một mình trong gia đình đi về Tây Phương để tìm cơ hội cứu những người mê mờ mà giúp họ thoát nạn. Chỉ có vậy mà thôi. Chư vị nhớ nhé, ngộ phải giữ đường ngộ, ai mê cứ đi đàng mê, ráng chịu, tất cả đều do duyên, tự mình phải lo quyết định lấy cuộc đời của mình. Thành ra chư tổ luôn luôn dạy là tu tu cho mình, chứ không thể tu cho gia đình, không thể tu cho một người khác được, chỉ có mình thoát nạn mới cứu độ nhau. Chính vì thế mà dám tán thán công việc này, gia đình mê cứ tiếp tục mê, tại vì mình nói không nghe. Còn mình ngộ, mình phải giữ vững đường ngộ, đừng thấy họ mê mà đi theo mê, vô tình cùng nhau đi xuống con đường đó là tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho dòng họ bà con thân thuộc của mình, đời đời kiếp kiếp không có cơ hội thoát nạn đấy. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Vô Âm và